Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ngày 24 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và Ban chỉ đạo 800 huyện Tân Lạc đã có buổi làm việc với xã Mãn Đức về lộ trình phấn đấu xã về đích nông thôn mới năm 2016. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ban chỉ đạo 800 của huyện. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xã, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Mãn Đức đã huy động cả hệ thống chính trị cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Mãn Đức đã đạt 14 trên 19 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí trường học. Xã có trường mầm non và trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia do thiếu về cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập, thiếu bếp ăn và tường rào. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, còn 2 trên 10 xóm chưa đạt làng văn hóa. Tiêu chí về y tế, do còn thiếu dược sĩ và chưa có khu trồng cây dược liệu và chưa có lò xử lý rác thải. Tiêu chí về thủy lợi, nhiều công trình được xây dựng từ lâu đã xuống cấp và cần được cứng hóa. Tiêu chí về giao thông, số km đường trục liên xã chưa được cứng hóa 7,2 km, số km đường trục xóm chưa được cứng hóa 35 km, số km đường ngõ xóm chưa được cứng hóa 9,1 km. Đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung hỗ trợ về kinh phí, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tích cực rà soát các tiêu chí theo phương châm dễ làm trước, chia nhỏ từng tiêu chí cho dễ triển khai thực hiện. Để thực hiện thành công các tiêu chí còn lại, nhiều đại biểu cho rằng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, ngành dọc cần tích cực vào cuộc và tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo 800 của huyện, xã. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, giao phòng kinh tế hạ tầng huyện phối hợp với xã rà soát các hệ thống đường giao thông, khẩn trương triển khai thực hiện đúng danh mục đầu tư. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng triển khai thi công các hồ đập đã được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương xây dựng hàng rào cho trường mầm non xã tại xóm Ban, xây dựng bếp một chiều, phối hợp với phòng Nội vụ bố trí lại tổ chức cán bộ hoàn thành vào tháng 9. Đối với phòng Y tế cần phối hợp với xã triển khai đến các xóm, các hộ gia đình về việc trồng hàng rào xanh, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại theo tiêu chí 3 chuồng 4 hố đảm bảo vệ sinh môi trường để xã Mãn Đức về đích theo đúng lộ trình và dự kiến công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10. Lập thành tích thiết thực chào mừng 59 năm ngày thành lập huyện 15 tháng 10 năm 1957, 15 tháng 10 năm 2016. Sáng ngày 24 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2016 nhằm quán triệt và triển khai một số nội dung quan trọng và thảo luận thống nhất các chỉ tiêu thi đua trong năm 2016. Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã quán triệt tinh thần chỉ thị 03 của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch số 04 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về tuyên truyền Đại hội Phụ nữ các cấp, nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức hội, sự trưởng thành, kết quả đạt được, những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức hội trong nhiệm kỳ 2011-2016. Từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, về vai trò và sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực, thu hút sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác phụ nữ, nêu rõ nội dung tuyên truyền và hoạt động tuyên truyền cụ thể. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 106 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, triển khai các công văn về vận động ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương năm 2016, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Trên cơ sở các nội dung do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai, các đại biểu dự hội nghị đã cùng tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung và nêu lên những giải pháp hữu hiệu nhằm thể chế và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua trong năm 2016, đồng thời báo cáo nhanh về kế hoạch chuẩn bị tổ chức cho Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 của các cơ sở hội. Nhìn chung, các cơ sở hội đều đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế mùng 8 tháng 3 và có nhiều đề xuất ý tưởng hay trong công tác tuyên truyền vận động cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
và đang triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở có nhiều thuận lợi. Sáng ngày 25 tháng 2, Hội Khuyến học huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị đánh giá công tác khuyến học năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Nhằm triển khai có hiệu quả đề án, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Năm 2015, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp tục quán triệt và tuyên truyền các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của huyện đến đông đảo hội viên và nhân dân. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực ở tất cả các tổ hội và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Tiêu biểu phải kể đến là phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng hiếu học. Đã có trên 8.300 gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học và gần 83% gia đình đã được công nhận. Hơn 80% dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học, 80% khu dân cư đạt cộng đồng hiếu học. Song song với đó, công tác triển khai thực hiện các phong trào tiếng chống khuyến học, nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học, ba đỡ đầu, phong trào củng cố nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, phong trào hỗ trợ giáo dục trong các trường học được quan tâm. Đặc biệt, phong trào xây dựng quỹ khuyến học ở các xã thị trấn đạt nhiều kết quả. Đến nay, tổng số quỹ khuyến học trong toàn huyện đạt trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2016, Hội Khuyến học huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau: phát động phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập với số lượng bằng 1/5 chỉ tiêu của cả giai đoạn. Các cấp hội thực hiện nhiệm vụ khuyến tài ở cả ba khâu: phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng. Hội Khuyến học các cấp tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ hội viên để mạnh công tác xây dựng quỹ khuyến học. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm con người là nhân tố quan trọng, bệnh viện đã có những kế hoạch nội dung tạo thành bước đi mới cho riêng mình, luôn quan tâm chú trọng đến xây dựng cán bộ, nhân viên, nâng cao vai trò rèn luyện y đức của mình, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc tích cực đổi mới công tác khám chữa bệnh gắn với lời dạy của Bác Hồ, lương y như tử mẫu, vào việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Mỗi cán bộ y bác sĩ lấy đó là mục tiêu rèn luyện y đức nghề nghiệp, quan tâm chăm sóc bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, giảm tải cho tuyến y tế cấp trên. Nên lâu nay, Bệnh viện Đa khoa huyện luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh trong và ngoài huyện. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc cũng đã họp triển khai đến các đồng chí cán bộ chủ chốt trong bệnh viện là triển ngay khai ngay kế hoạch từ đầu năm, cụ thể là kế hoạch về khám chữa bệnh, những kế hoạch về trong đó có những vấn đề là kế hoạch cho cả dịp Tết Nguyên đán nữa, thì sau đó là các khoa các phòng đã triển khai ngay từ đầu năm về kế hoạch để đảm bảo rằng là ngay từ đầu năm chúng ta công tác khám chữa bệnh sẽ có hoạt động ngay tốt ngay từ đầu năm. Với quy mô 160 giường bệnh và 14 khoa và các phòng chức năng, trong đó có một phòng khám đa khoa khu vực và 4 phòng chức năng. Bệnh viện hiện có 102 cán bộ y bác sĩ, trong đó nhiều bác sĩ có trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và kinh nghiệm cao. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác khám chữa bệnh liên tục được đổi mới hoàn thiện. Thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh được tiến hành qua hệ thống mạng LAN và tích cực đưa các kỹ thuật cao áp dụng trong điều trị như kéo nắn cột sống cổ, cột sống thắt lưng, phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên, siêu âm 3D, 4D, X-quang kỹ thuật số, nội soi dạ dày, nội soi tai mũi họng. Từ đó rút ngắn được thời gian điều trị, giảm chuyển tuyến, giảm chi phí cho người bệnh. Bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 140 đến 160 bệnh nhân đến khám và điều trị. Riêng năm 2015, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho trên 49.000 lượt người. Dù áp lực công việc lớn, nhưng với tinh thần hết lòng vì người bệnh, các y bác sĩ bệnh viện luôn đề cao vai trò trách nhiệm, tận tâm, quan tâm chăm sóc người bệnh, giúp người bệnh yên tâm điều trị, sớm khỏi bệnh. Y bác sĩ thì chăm sóc, thăm hỏi sức khỏe, đồng thời thì tiêm phát thuốc đúng giờ giấc, quan tâm sức khỏe cho bệnh nhân, phải nói là ổn định tư tưởng, động viên khuyến khích, để động viên cho chúng tôi là người cao tuổi này cũng nghe phấn khởi đấy.
Riêng tôi là đến đây là sau khi xuất viện là khỏe. Thế giờ bệnh tật là nhanh, không lâu, tức là đảm bảo. Thế còn là tinh thần phục vụ của bệnh viện là khẩn trương và nhiệt tình lắm. Cái đội ngũ y bác sĩ ở đây là theo như người khác không biết, nhưng mà riêng tôi là rất là tin tưởng, phấn khởi. Để nhận được sự đánh giá chân tình trên của người bệnh, trong thời gian qua, Ban Giám đốc Bệnh viện, ngoài việc tranh thủ các nguồn lực của nhà nước và các tổ chức quốc tế đầu tư nâng cấp các trang thiết bị khám chữa bệnh, đồng thời có chính sách đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, khai thác và sử dụng tốt các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán và điều trị, đồng thời thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ y bác sĩ gắn liền với việc giáo dục y đức nhằm nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Với kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện, ngày càng có nhiều bệnh nhân trong và ngoài huyện đến khám và điều trị tại bệnh viện. Từ năm 2010 đến nay, bệnh viện luôn đạt danh hiệu bệnh viện xuất sắc và cơ quan văn hóa tiêu biểu. Phát huy những kết quả đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đang tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ y bác sĩ có tay nghề giỏi, hết lòng phục vụ nhân dân, lấy 12 điều y đức, 10 điều dược đức làm chuẩn mực để thực hiện và phấn đấu xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân trong ngoài huyện, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như tử mẫu. Hòa lòng không khí vui tươi phấn khởi của tàn ngày xuân, khấm ngày 23 tháng 2, huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ giao nhân quân năm 2015. Tỉnh hiền tản linh, lớp lớp thanh niên huyện Tân Lạc tả lai tiếp bước cha anh lên đường là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Năm 2015, huyện Tân Lạc có 187 công dân nhập ngũ, tăng 50 công dân so với năm 2015. Với 5 đầu mối nhân quân là Bộ Tư lệnh Lăng, Binh chủng Thông tin, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn 395 Quân khu 3, Lượng Sĩ quan Lục quân 1. Ngày bất lãng khớm, ô nhà của tản tân binh cùng với cờ hoa, tố rổ nuôi là sân vận động lùng tâm huyên. Tản mon mình, dù ở từ lứa thuối thành phần khác hà, máy cùng trung tâm trang phấn khởi cầu mong cho tản tân binh chân cẩn đá mềm, lên đường là nhiệm vụ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ án giao, là cho không khí của ngày hội toàn quân thêm bù nhôn. Còn với tản tân binh, lòng bộ trang phục còn hơm mùi bái mới, áo lính chính tề, lên vai thì dòng ba lô, tên lốp thì buồng mu sao vàng lấp lánh. Tán môn hôi tu của ly, hôm ni tí lỡ đền đồng đôi của hà, tí tiếp thêm niềm tin sức mạnh, lên đường là nhiệm vụ xây dựng với bảo vệ tổ quốc. Đây là nhiệm vụ nhà nước muốn chỉ là hồi hộp, nhiệm vụ nhà nước giao cho đi. Uống sẽ hoàn thành tốt ạ. Là bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ. Tân Lạc là một địa phương giàu truyền thống cách mạng, lòng hạt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng bộ, nhân dân, tản dân tộc luôn môi lòng theo đáng. Với truyền thống, lo chẳng thiếu một cân, quân chẳng thiếu một người, tiếp bước tàn thế hệ tịt lước, 15 tháng 17 công dân lên đường nhập ngũ đơn nghỉ dòng theo truyền thống quê hương, với niềm tin tưởng gửi gắm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân với muôn ở nhà, sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tàn nhiệm vụ án giao, xây dựng đơn vị chính quy, từng bước tiến lên hiện đại. Là phố làm mê cho thôn thì chỉ mong thôn nó vào cái con cái quần ngu nhận nước cái nó nhận liên cho nên trưởng thành hơn, nó thứ huyện nó chính chắn nên là phục vụ nhà nước thôi đó. Thì cũng háo cho con em ti vào thế nó có nhà nước và chính phủ nó đây con mình thế là thành công thế là tốt đẹp. Ngọn lửa cách mạng truyền thống tạ án thắp lên với hồi lũng bớ hôi giao quân tả hoang lên,
dàn chiến sĩ mới như án tiên thân khí thế tiến lên đường xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đấy là những giây phút tiên đưa đầy xúc động, là sơ phá clone có cả niềm vui với cả giọt nước mắt nhớ nhung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.